trở lại với kênh Cao JBL Hoàng Mai. Tầm này nó cũng vào tầm khoảng 10 giờ tối rồi. Xin mời tất cả bác cùng chiêm ngưỡng, đó là STX825 của anh em Hưng Yên qua để đón các bác nhá. Nó hơi muộn một chút. Các bác vừa rồi đã nghe thưởng thức cả nhạc sàn lẫn nhạc sống, thể hiện chất âm cực kỳ uy lực và tuyệt vời các bác nhá. Và các bác đừng quên là em Cao đang có cái giá rất tốt trên mọi miền Tổ quốc. Hãy liên hệ theo hai số máy Cao JBL Hoàng Mai các bác nhá. Thank you các bác rất nhiều. STX 825 các bác nhá. Về Hưng Yên nguyên lai nguyên kiện, nhưng mà một chút thì phải bỏ riêng các bác nhá. Cảm ơn anh em Hưng Yên rất là nhiều. Cảm ơn các bác. Em cảm ơn chú anh nhá. Chú cả anh lên xem có vừa không? Vừa kín luôn. Anh thử lên xem có vừa không? Về nhá. Vâng. Chú và anh về nhá. Vừa không anh? Vừa.